lên pin này với tôi nha. Tôi dùng bảng maxin màu của Focalo, tao này tôi thấy rất là dễ sử dụng luôn. Makeup đi làm, đi chơi hay đi tiệc gì cũng được hết. Muốn đánh màu mắt cho đẹp thì mấy bà phải sử dụng cỏ nha. Tôi có bán combo bộ cỏ ở đây cho bạn nào cần nè. Rồi với kiểu đánh mắt này thì ở đôi mắt á, tôi sẽ tan màu mắt cho nó bay xéo lên. Còn khi đánh mắt thì tôi sẽ sử dụng cây cỏ to hơn chút để mình đánh bầu mắt trên và một cây cỏ nhỏ hơn để mình đánh mắt dưới. Với kiểu mắt bling bling này thì tôi sẽ sử dụng màu nhũ để đánh lên full bầu mắt. Bạn nào mà bầu mắt hơi sưng á thì chỉ nên nhấn chút xíu nhũ thôi nha. Trước khi vẽ eyeliner thì tôi sẽ dùng MGCM này nè để tôi đánh dấu. Với kiểu đánh mắt này thì tôi ưu tiên cho cái nhũ lấp lánh nhiều hơn một chút. Tôi dùng nhũ dạng lỏng nha, gặm lên lại cái phần nhũ vừa rồi. Rồi chọn một cây bút kẻ mắt có đầu thì phần mảnh để đi đường eyeliner cho nó sắc lại. Ok rồi đó. Ai không bẻ mi dưới cho tôi thì luôn luôn bẻ mi dưới nha mấy bạn. Lúc tập thì hơi nản nhưng mà làm quen tay rồi á thì chuyện nhỏ luôn. Tiếp tục thì tôi lại dùng nhũ dạng lỏng mà có hạt kim tuyến to hơn để nhấn nhá vào phần đuôi, nhấn chút ở đầu mắt nữa. Rồi bước quan trọng nè, đính đá. Nếu bạn muốn đính đá ở đâu á thì mình chấm keo dán mi trước ha, sau đó đính đá lên, rồi cuối cùng thì mới bắn mi trước mascara. Vậy là xong. Mấy bạn chấm cho đôi mắt này bao nhiêu điểm comment cho tôi biết nha. Hello, không biết ở đây có bạn nào đã thử cái cách đánh son tạo cái mùi cười chưa ha. Nếu chưa bao giờ thử hoặc là đã từng làm mà bị fail á thì phải xem hết clip này nha. Ok, và dụng cụ cần có đó là một cái cây tâm chỉ nha khoa và một cái cây bút kẻ mắt dạng chì mềm màu nâu nha mấy bạn. Rồi quẹt quẹt lên sợi chỉ nè. Sau đó thì mấy bạn sẽ nhấn ở hai bên khóe miệng của mình nè. Và nhớ là nhấn hướng lên nha thì mới gọi là khóe cười. Ok, có hai cái đường như vậy rồi thì mình sẽ sử dụng son và mình sẽ nối từ cái điểm ra đó kéo lên trên đỉnh môi nha. Thường bước này tôi sẽ chọn một màu son nhạt để làm cho nó tự nhiên. Rồi tiếp theo tôi sẽ sử dụng son tinh bóng này để đi ở trong lòng môi. Trong lòng môi thì tôi sẽ sử dụng một cái tông màu đậm. Ở đường khóe miệng tôi sẽ đồ lại để cho rõ nét hơn. Như vậy thì hiệu ứng môi khóe cười nó mới rõ ràng á mấy bà. Rồi bây giờ ở phần bên ngoài tôi sẽ dùng hai ngón tay nè và tém từ trên đỉnh môi kéo xuống. Đó mấy bà thấy cái môi có cưng chưa? Nhớ lưu lại để thực hành nha mấy bà.